Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong được em ở phần luyện tập. Thầy tưởng đâu là đã qua bài 14, nhưng mà chúng ta phải làm tiếp cái phần luyện tập. Phần luyện tập này rất là dài các em ạ, rất dài, chắc thầy sẽ quay trong vòng 2 clip nha. Rồi, tới đâu thì hay tới đó, chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Đó chính là bài 106 các em nha. Rồi, ok. Ta có bài 106. Hoàn thành các phép tính sau. 1, 2, 3. Đây là cộng trừ 3 cái phân số, đúng không nào? Thì ở đây các em thấy này, như vậy thì mẫu chung ở đây của chúng ta là 36, không nào? Tại vì 36 thì nó chia được cho 9, 36 chia cho được cho 12 và 36 chia được cho 4, thấy chưa? Như vậy thì các em nhớ này, muốn quy đồng thì các em lấy mẫu chung này này, chia lần lượt từng mẫu, ở đây có 3 mẫu đúng không? 1, 2, 3, có 3 mẫu. Sau đó được kết quả được bao nhiêu thì nhân lên tử. Rồi, thầy sẽ làm cho các em xem nhé. 36 chia 9 thì được mấy? Được 4. Sau đó các em lấy số 4 nó nhân cho 7. Đây, người ta đã thực hiện rồi này. Đấy, số 4 đây ở đâu ra? Thì đó chính là lấy 36 chia 9 thì được 4 ở đây. Tiếp tục, số 5 ở trên tử người ta ghi lại rồi, thấy chưa? 36 chia 12. 36 chia cho 12 thì sẽ bằng mấy em? Bằng 3. Thì thầy sẽ viết ở đây là 3. Ok. Tiếp tục, 36 chia 4 thì được mấy? Được 9. Thầy sẽ viết ở đây là 9. Đó, hiểu cách thức quy đồng chưa nào? 7 x 4 là 28, đúng không? 5 x 3 là 10. 15. 3 x 9 20. 27. Có phải là 28 mà trừ 27 được 1, 1 cộng 15 này 16 này. 16 phần 36, chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 4 nha. Chia đây cho 4, đây chia cho 4 thì nó sẽ còn được là 4 phần. 4 phần 9. Vậy thôi. 106 hết sức là đơn giản, ha các em. Hiểu thì đơn giản mà không hiểu thì rất là khó, thậm chí là không làm được. Ok. Chúng ta sẽ đi sang bài 107 các em nhé. Các em nhìn một xíu nè. Được chưa? Rồi, qua 107 nhé. Rồi, chúng ta có bài 107. Tính. Câu A. 1 phần 3 cộng 3 phần 8 trừ 7 phần 12. Rồi, thì các em sẽ tiến hành quy đồng mẫu giống như cái bài 106 ha. Như vậy thì mẫu chung ở đây số bao nhiêu mà nhỏ nhất mà chia được cho 3, cho 8 và cho 12 các em? Đó chính là số bao nhiêu? Số 20. 24 ha. Thầy sẽ viết 3 cái mẫu này ra để trừ. Đó. Tử này, thầy sẽ viết 3 tử. 3 này, nhân này. Tí nữa thầy sẽ chia rồi thầy sẽ điền lên. 24 chia 3 được cho mấy? Được 8, thầy nhân đây là 8, được chưa? 24 chia 8 thì được 3. 24 chia 12 thì được 2, nhân lên đây là 2. Hiểu nào? Bằng tiếp 8 phần 24 này. 9 phần 24 này. Trừ 14 phần 24 này. Như vậy chúng ta lấy 8 cộng 9 trừ 14 này. 8 cộng 9 bằng 17. 17 trừ 14 thì bằng 3 phần 24 này. Phải không? Và chúng ta rút gọn lại được. Đây chia 3 thì được 1 phần 8. Các em hiểu không? Đó, chúng ta nhìn một xíu nào. Rồi, ta đi sang câu B nhé. Âm 3 phần 14 cộng 5 phần 8 trừ 1 phần 12. Rồi, thì theo em mẫu chung ở đây là bao nhiêu em? Mẫu chung đây là bao nhiêu? Bao nhiêu chia được 14, 8 và 12? Bạn đã biết 2 chứ không phải là 12 em. Thực hiện nhầm ở đây nhé. Rồi, câu B ghi lại đây là âm 3 phần 14 này, cộng 5 phần 8 này, trừ 1 phần 2. Rồi, đẩy lên như này cho nó dễ nhìn nha. Như vậy thì nó sẽ bằng là mẫu chung ở đây bao nhiêu em?
Đây tách ra trở thành là 2 nhân cho 7, số 8 thì chia được cho 2 rồi. Như vậy 7 x 8 là 56 ha. 56 cộng 56 trừ 56 đúng không? 56 chia cho 14. Rồi để bây giờ thầy sẽ nhân ghi tử ở đây trước, làm những công việc sẵn trước ấy, ha. 56 chia 14 thì theo em được mấy? Được 4 đúng không? Được 4 ta nhân ở đây. 56 chia 8 thì được 7, nhân ở đây. 56 chia cho 2. 56 chia 2 thì được bao nhiêu các em? Được 28 mà. Đúng chưa? Bằng tiếp. Ở đây chúng ta ghi cùng mẫu đi, bước này luôn. Âm 3 nhân cho 4 thì bằng âm 12 này. 57 35 này. Trừ 28 á. Âm 12 cộng cho 35 thì bằng 23 các em. 23. 23 mà chúng ta sẽ trừ cho trừ cho 28 thì bằng âm 5 phần 56. Đó chính là câu B này. Được chưa? Đó. Ta hiểu không nào? Ok. Chúng ta sẽ đi sang bài C đó. Rồi chúng ta có câu C. 1 phần 4 trừ 2 phần 3 trừ 1 phần 18. 4, 3, 18, 18. 18 thì bằng 2 nhân 9. 2 thì số 4 này chia được rồi, 9 thì chia được cho 3, nghĩa là chúng ta lấy 4 nhân 9 là 36 ha. 36. Tử ở đây game ghi 1 nhân này, 2 nhân này, 11 nhân này. Lấy 36 chia cho 4 thì được 9 nhân đây. 36 chia 3 thì được 12 game ha. 36 chia 18 thì được 2 nhân ở đây. Rồi, 1 nhân 9 là 9 nè. 24 đúng không nè. 22. 9 trừ cho 24 thì bằng âm 15. Thôi em, âm 15 mà trừ cho âm 22 là bằng âm 30. 17 bằng 3 phần 36. Rồi, chúng ta đi sang câu D nhé. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ tìm mẫu chung của bốn phân số này. Em nhìn câu C nào, câu D đấy. Thì các em thấy là 14, 12 á, thì chia được cho 4. Số 8 đúng không? Số 8 thì đây tách ra, nghĩa là nhân 2 nữa. Như vậy thì ở đây các em sẽ lấy là 3 nhân 3, nhân 2 hả? 312, đúng không? Nghĩa là các em sẽ lấy 12 nhân 13, tại vì thêm nãy 2. 2 nữa mình nhân thì chia được cho 8 thì nó chính là bằng 312. Như vậy mẫu chung của chúng ta đây là 312 nha. Chung. Cái này thì đòi hỏi cái kỹ năng tính toán ta nhanh một xíu là được. 1 nhân này, 5 nhân này, 1 nhân này, 7 nhân này. Rồi chúng ta sẽ lấy 312 chia cho 4 không? Đây như bằng 78 này. 312 chia cho 12, 26 đúng không? Này 13 chắc chắn là bằng 24 này. Phải không em? 312 chia cho 13. Đó, y bài. Đây bằng 39 nữa em. Rồi. Và chúng ta tiếp tục 312 này, 78 này, cộng này 5 nhân cho 26. Rồi nghe. Các em tính ở ngoài nháp em nha. Đây 24 này, 7 nhân cho 39 này, 273 ha.
Rồi, chúng ta tính toán cái này ra. 78 này cộng 130 này trừ 24 này trừ 273 này. Như vậy thì nó sẽ bằng là âm 89 nha. Như vậy bằng âm 89 phần 312. Rồi, câu D nha. Đó, được chưa? Chúng ta câu C nè em. Đây, sang bài tiếp theo nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài 108 em nhé. Tính tổng, đây là hai cái hỗn số em ha. Cách 1 nè. Ta nhìn cách 1. Ở đây cách 1 người ta đưa cái hỗn số về phân số. Như vậy thì cái việc đưa thì các em đã biết rồi, lấy 1 x 4 cộng 3. 1 x 4 thì bằng 4 cộng 3, đây chính là số 7 này. Ha. 3 x 9, 3 x 9 bằng 27. 27 cộng 5 đây chính là bằng bao nhiêu các em? 32. Ha. Sau đó chúng ta tiến hành quy đồng. Mẫu chung ở đây là 36 49 36. Các em lấy 3 36 chia 4 thì được 9, 9 7 6 3. Được chưa? Tiếp tục lấy 36 chia 9 thì được 4. 4 thì lấy 4 nhân cho 32. Các em hiểu không? 4 x 32, 4 x 2, 8. 4 x 3, 12, 128. Như vậy cùng mẫu rồi các em ghi 36 lại. Lấy 63 cộng 128. 3 cộng 8 ở đây bao nhiêu? 1 à? 6, 2, nhớ 1 nữa là 9. 191. 191 đúng chưa? Đó. À, người ta yêu cầu viết cái hỗn cái phân số này về hỗn số này, thấy người ta để đây phép nhân không em? Đó, các em có hiểu không? Như vậy thì bây giờ chúng ta chia thôi. Như vậy chúng ta thực hiện phép chia là 191 chia cho 36 thì em theo em thì ở đây được bao nhiêu? 1 2 3 4 4 cộng 5 5 6 30 nhân 0 cho 3 180. 1 đây là 1 cơ đố nào 11. Như vậy thì ở đây chúng ta phần nguyên là đây là 5 11 phần 30 36 được chưa, hiểu không nào? Cách 1 ạ. Cách 2, cách 2 nghĩa là người ta yêu cầu các em đưa về cái gì, cái hỗn số không? Số đúng không em? Người ta giữ nguyên cái phần nguyên đây, giữ nguyên phần nguyên. Người ta tiến hành lấy 3 phần 4 này cộng cho 5 phần 9 bằng cách quy đồng. Mẫu chung đây là 36. 36 chia 4 thì được 9, 9 x 3 đây chứng tỏ đây là 27 anh em. 36, 36 chia 9 được 4, lấy 4 x 5 đây là 20 này. Được chưa? 1 cộng 3 là bằng 4 rồi đây. Có đủ nào? 4 rồi đây. Như vậy thì ở đây là lấy 27 cộng 20 thì ở đây là 47 này. 47. Tại vì cái số dư này này nó lớn hơn. Số dư này nó lớn hơn số số bị chia. Nên chúng ta tiếp tục chia nữa. Ra thì nó sẽ 4 thành 5. Đây là chính là 10, 11. Hảo nào, tại vì số bị chia này nó lớn hơn. Thầy nói số dư nó lớn hơn nên ta bắt buộc phải chia thêm một đơn vị nữa để trừ 36 ra. Lấy 47 trừ 36 ra được 11 ha. Đó. Đó chính là cách 2. Bây giờ tương tự như vậy chúng ta nhìn xíu đây. Chúng ta thầy chuyển xuống câu B để chúng ta tính hiệu ha. Rồi. Hay thì dễ hiểu thì giúp thầy chia sẻ clip quảng cáo nha. Tín hiệu thì tương tự như vậy thôi. Cách 1 thì chúng ta đưa về phân số. 3 x 6 18, 18 cộng 5 23 phần 6 này. Trừ ghi trừ này. 1 x 10 á là bằng 10 cộng 9 đây chính là 10. 19 phần 10 nè. Được chưa? Hiểu không nào?
Tiếp tục chúng ta tiến hành quy đồng. Mẫu chung đây là 30. Lấy 30 chia 6 thì được 5, nhân lên đây. 5 nhân 23. 5 nhân 3 là 15. Nhân 5 nhớ 1. 5 2 10 nghĩa là 115. Được không? Thầy làm nhanh như vậy có hiểu không ta? Đấy. Hiểu không các em? Các em có hiểu không? Thầy nói lại này, lấy 30 chia 6 thì được 5, 5 nhân cho 23 là bằng 115, được chưa? 30 chia cho 10 thì được 3, 3 nhân cho 19. 3 cho 19 3 9 27 dứt 7 nhớ 2. 3 1 3 cộng 2 là 57. Được chưa? Tiếp tục lấy 115 trừ cho 57 thì ra được 58 này. Chúng ta tiếp tục thu gọn ở đây. Không phải thu gọn mà chúng ta đưa về hỗn số em. Chúng ta lấy 58 chia 30 à. Hai thì không được, 2 60 thì đây trừ không được, 1 30 8 đây trừ này. Như vậy chúng ta đưa về 1 28 phần 30 ha. Có đúng không em? Đúng rồi nè. Đó. Như vậy thì nó sẽ bằng là 1 28 phần 30. Rồi, các em đã hiểu chưa? Nhìn nhìn thầy cách 1 đi. Ta tiếp tục cách 2. Cách 2 này các em. Ở đây người ta giữ phần nguyên giống như ở cái bài 108 ha. Giữ phần nguyên này. Sau đó chúng ta tiến hành quy đồng. Ở đây mẫu chung là 30, lấy 30 chia cho 6 thì được 5, 5 x 5 bằng 25 này, thấy chưa? 30 chia 10 thì được 3, 3 x 9 bằng 27. Ok. Ta tiếp tục ở đây người ta ghi như đây nè. Đây là 2 3 còn 2. Còn 2 thì nghĩa là ở đây chúng ta cộng thêm 30 vào 25 đây, nghĩa 25 cộng cho 30 được 55 này. Âm 1 ở đây thì cái chỗ đây chúng ta vẫn giữ nguyên là 27 ha. Chứ tại vì chúng ta không có giảm ở phần nguyên này. Tiếp tục ta lấy 2 cộng 1 là bằng, thay đổi lấy 2 trừ 1, lấy 2 trừ 1 là bằng 1, thấy 57 trừ 27 là bằng 28 này, thấy chưa nào? Như vậy thì ở đây nó cũng chính là bằng 1. 1 ở đây chia 2, đây chia 2 thì đây là 14 nữa nha. Như vậy ở bên đây chúng ta cũng chỉ bằng là 1 là 14 phần 15. Được chưa? Đó chính là cách 2. Em đã hiểu chưa nào? Rồi. Vậy thôi. Trong clip tiếp theo thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái từ bài 109 nha em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài 109 nhé.